Hello các bạn, mình là Bé Tắm. Hôm nay mình được ba mình dẫn đi chơi. Mình đang đi ăn gà rán nè. Các bạn cùng theo chân mình và chị nhé. Cái cửa này nặng quá, mình mở không ra. Và ba mình đã giúp mình mở cửa ra rồi nè. Các bạn cùng vào trong với mình nhé. Lúc này mình đang tới quầy để gọi đồ ăn. Trong lúc ba mình gọi đồ ăn thì mình vừa vào đây chút xí, đợi ba mình luôn nè. Rồi ok, mình đi tìm chỗ ngồi đã. Mình nên ngồi ở đâu ta? Là ba đang gọi mình, chạy tới chỗ ba đã. Mình chờ gọi đồ ăn lâu quá đi. Thôi mình đứng đây tập thể dục đã. Mình đang tập bài gì đó ta? Mình cũng không biết luôn á. Lúc này mình lên cầu thang chụp hình nè. Giờ mình đã có đồ ăn rồi nè. Mời các bạn nha. Mình ăn khoai tây chiên và đồ dài chiên. Mình chấm một miếng tương cà. Nhâm nhâm nhâm. Các bạn thấy mình ăn có ngon không? Như vậy là video của mình hết rồi. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha. Bây giờ thì bye bye.